Em tên là Tín, Đặng Thương Tín, năm nay em 29 tuổi. Còn công việc em hiện tại là gì? Dạ, hiện nay em là nhà kinh doanh. Thì em kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Rồi, mà em tên? Dạ, em tên là Phạm Châu Nguyên Thảo, năm nay em 27 tuổi. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc trước đây của em là làm về quản lý một cái chung cư. Và sau đó thì em cũng mới nghỉ việc trước Tết đây thôi để về hỗ trợ kinh doanh cùng với ông xã em. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Tình yêu hai bạn bắt đầu từ đâu? Ngày trước em là sinh viên thôi, cũng còn nợ hào môn vài bốn học mà không dám mở miệng xin tiền ba mẹ, nên là đành phải là đi làm thêm. Thì coi ở trên mạng thì thấy công ty anh này thời đó là đang làm về cái chương trình mà tuyển BG tiệc. Thì em thấy là trời, làm có 2-3 tiếng mà tới 700-800 ngàn lận. Thì lúc đó em cũng rủ một em gái ruột của em để đi đến phỏng vấn cùng, chứ công việc đầu tiên đi mình sợ lắm. Và sau đó là chồng em phỏng vấn xong một hồi sau không nhận. Không nhận ai? Không nhận hai chị em luôn? Dạ. Tại sao vậy Tín? Dạ, tại vì tụi em là công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực event. Một trong các việc đấy là cung cấp BG đi dự tiệc. Đấy cũng là lần đầu tiên em tuyển người. Xong em phỏng vấn hai chị em xong thì em thấy rằng là hai chị em nhà này là rất là thanh khiết. Em cảm thấy là tại nhưng mà cái nghề BG thì nó khá là, theo em được biết nó khá là phức tạp. Cho nên là em quyết định không nhận hai chị em. Xong rồi là từ đó em cũng không có tuyển BG cho cái lĩnh vực đấy luôn. Là bỏ luôn? Dạ. Không nhận hai chị em. Dạ. Vậy thì làm sao hai người gặp nhau? Dạ, nó còn đường dài nữa. Sau đấy trong khoảng một tháng rưỡi liên tục từ ngày em gặp vợ em là em cảm thấy đây là tình yêu sét đánh của mình. Một cái người mà xinh đẹp, thuần khiết. Em nói suốt ngày em cứ nhảy động lên các bạn trong công ty của em là cô gái này mình mến mộ cô ấy quá. Sau đấy là em mời vợ em về làm công ty em luôn. Chuyện tình giữa sếp và nhân viên nó bắt đầu như thế nào? Dạ, thời điểm đó em cũng rất là quyết liệt trong việc kinh doanh của mình. Tại vì khởi nghiệp mà em rất là tỉ mỉ trong việc quản trị các công việc của công ty. Em có giao cho các bạn bán hàng viết bài và trong đó có vợ của em. Vợ em viết xong gửi bài viết cho em thì em nói rằng là bài viết của em thì chỉ đáng giá là 3 điểm thôi. Em chỉ xứng đáng với những việc tay chân thôi. Còn đầu óc thì em không có. Lúc đó em như thế nào? Dạ, em bực bội. Trời ơi, mạnh hơn tôi. Dạ, rất mạnh, rất đau và rất quê. Mà em có đông người không? Em lúc đó có đông người không? Dạ, tất cả mọi người, hầu như tất cả mọi người trong công ty. Tức là em không thể nào lường trước được cái sự việc là em bị tắt đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi em hối hận không? Dạ không, tại hầu như là em nhớ là tối hôm đó anh có về anh gọi cho em thì anh nói là em xin lỗi anh đi. Xong em cũng nói anh cũng phải xin lỗi em đi. Em nói là nghĩ sao anh, bài viết của em á thì là đội marketing á thì nói là chị viết hay quá. Mới có 1-2 ngày thôi mà hơn 1.000 lượt xem đọc qua bài viết rồi. Còn hôm này thì ông kêu là ông mà ông nói mạnh mẽ lắm, bài viết chỉ được 3 điểm thôi. Em thì muốn nghĩ ảnh thì cũng muốn đuổi. Cũng cộng hưởng ghê. Cộng hưởng lắm. Thì khoảng 2-3 tháng sau thì em lại có công việc mới ở quận 7. Và em tiếp tục công việc thì là một năm sau thấy cuộc gọi của anh Tính, lúc đó em còn ghi là sếp Tính. Và gọi cái em còn lưỡng lự là có nên bắt hay không. Em nói trời ơi, nay cha nội đi gọi làm gì đây. Xong rồi em cũng nghe, em nghe xong rồi cái hai người mới hẹn đi cà phê. Ủa vậy hả? Ủa? Sao lãng nhắc vậy? Lý do gì mà 1 năm sau em mới điện thoại lại cho bạn? Dạ, có lý do. Dạ, trong giai đoạn đấy là em theo đuổi vợ em hoài mà không có được. Sau đấy là em mới buồn quá, rồi em cũng kiểu như là em cũng lên mạng rồi chat chích. Rồi trong đó em cũng quen một bạn nữ, là tụi em quen với nhau được 1 năm. Dạ. Dạ đó, sau 1 năm thì em chia tay được vài tháng. Sau đó là em trong thời gian đấy cái nỗi niềm nhớ nhung về vợ của em hiện tại vẫn còn. Một ngày đẹp trời nữa là nó bung ra, chịu hết nổi rồi. Thì em gọi điện cho vợ em. Trời ơi, tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ. Được khoảng 8 tháng rồi. Rồi về ở với nhau, nó tật xấu gì nó lòi ra? Vỡ mộng hay không có phải vỡ mộng. Chỉ là thấy bất ngờ thôi, là ông xã em quá kỹ tính, sạch sẽ. Và em có đặc biệt danh cho ông xã em là người đàn ông vô trùng. Vô trùng. Dạ sao? Dạ, tại vì là ảnh hở một cái là phải rửa tay. Và ở trên nhà em là xung quanh nhà là phải có xà bông Playboy á. Khắp nhà luôn.
làm gì xong là cũng phải rửa tay, cầm điện thoại xong là phải rửa tay. Ồ. Thì mới được đụng lên má anh. Tại vì em chơi nhiều khi em dở em hay sờ sờ má như vậy nè. Ừ. Ngày trước quen nhau, yêu nhau thì em sờ bình thường. Ừ. Nhưng mà sau này thì cầm điện thoại sờ, rửa tay chưa? Vậy là em bị gọi là cái hội chứng sợ bẩn á, đúng không? Dạ. Chị cũng có biết một vài người như vậy á, họ sợ lắm, họ nhìn đâu cũng thấy vi trùng hết á. Rồi nếu vậy thì khi mà hai vợ chồng đi du lịch mà vô khách sạn thì cái nguyên tắc đầu tiên của em là sao? Thường em sẽ chọn những khách sạn mà nó nhìn sạch sẽ, phải kiểu như nó cao cấp á. Ừ. Để mà em tới đó cho nó sạch sẽ. Rồi em cũng mang phòng cho ai xà bông Lifebuoy nữa. Dạ. Rồi có câu chuyện nào về những chuyến đi du lịch mà lỡ quên đi cái chai xà bông? Cách đây hồi mùng 4 Tết thôi là tụi em trước đó Tết là hai vợ chồng quyết định đi Đà Lạt chơi. Mà vì book phòng cũng cận quá thì lên booking á, thì là chọn cái phòng, giá em thấy cái giá đó rất là cao, 1,7 triệu một phòng, nhìn chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà khi đến nơi thì trời ơi, cái phòng nhìn nó rất là bệ rạc. Ừ. Và sau đó thì hai vợ chồng vào đó được một xíu thì tối ngủ, thì trước khi ngủ thì chồng em có nói là: em ơi, cái khách sạn này dơ quá, tối nay em đừng làm gì anh nha. Em đứng dậy được không anh? Trời ơi trời ơi, tôi chưa rửa tay. Ra Tín ơi, có thiệt không Tín? Dạ. Có nghĩa là em ở cho nó mấy ngày? Dạ, thật ra tụi em book tới 2 ngày. Nhưng mà vì dơ quá, 3 giờ chiều ngày hôm sau là về liền, không ở thêm một ngày nào nữa, bỏ luôn. Rồi còn câu chuyện nào nữa không? Dạ, và sau đó là thêm, em phát hiện thêm là ngoài sạch ra thì là còn thêm một cái nữa là rất là phải ngăn nắp đến nỗi, tại vì bây giờ tụi em dời cái văn phòng của tụi em về nhà luôn rồi, nhà riêng của hai người để làm công ty luôn. Thì là ảnh cứ đi vòng vòng, ảnh cứ thấy nhân viên mà để cái đồ đó ở đâu lâu quá là ảnh lấy em giục giùm người ta luôn. Tính ra thì cái có khi nào mà em ngứa mắt mà em ngứa tay mà em giục lộn một cái món quà kỷ niệm của một ai đó không? Dạ có, nó cũng nặng lắm. Đầu tiên trước khi em kể này là em xin lỗi những cái người thân, những bạn hữu đã ký tặng em trong cái đám cưới của em. Nhà hàng có chuẩn bị cho bọn em một cái khung để mà người ta ký tặng á. Dạ, sau đám cưới em đoán là vợ em không bao giờ đụng tới cái đó, em mang em vứt luôn. Em vứt luôn xong cái về và vợ em hỏi cái đó đâu, cái xong vợ em khóc quá trời. Em chỉ khóc thôi hả, chứ em không có phản ứng gì sao? Dạ thì em khóc em cũng giải thích cho chồng em nghe. Chứ giờ bây giờ tại vì cái đó cũng là, tại vì ông xã em giục khi nào em không biết nữa. Chứ nếu mà em biết em cũng sẽ chạy đi em tìm để em lấy về. Nhưng mà còn cái nào nữa không? Còn cái nào nặng đô, nào nặng đô. Dạ, nữa và không? Sau đó là thêm mới đây nữa là giục cái cuốn lịch để bàn mà có in hình cưới của vợ chồng lên đó luôn. Xong cái em dở ra em hết hồn luôn. Em kêu ủa, cái này sao nó nằm ngoài bãi rác? Không. Em điên lên. Xong em về em sẽ lẳng lặng, anh đang ngồi bàn làm việc, em lẳng lặng em để cuốn sổ và em nhắn tin: đây là lần thứ hai và muốn là lần cuối cùng anh giục những cái món đồ của Trung. Và đây thì em sẽ liệt vào cái danh sách là không chấp nhận được. Dạ. Rồi Tín. Tính vợ em có tật xấu gì không? Thảo. Dạ xấu. Vợ em thì từ nhỏ thì đã được đi lượm ban tennis ở, đi cùng với ba để lượm ban tennis, cho nên là vợ em có bóp dáng cũng khỏe khoắn. Nhưng mà vợ em thì hay đau gói, kiểu như là bị cái gì em nhỉ? Viêm khớp dạng thấp á. Cho nên là em thì là người sống với tầm nhìn xa, em nói vợ em là hãy đi tập thể dục đi. Và em thì đã tiết tiền một lần là vì mua cho vợ mấy năm tập thể dục mà vợ mới đi được có mấy ngày à. Tại vì vợ em là lười tập thể dục, tại vì vợ em ham ngủ nướng. Dạ. Còn một điểm nữa là không có ngăn nắp là quần áo, là trong cái tủ đồ là nó kiểu gần như đống rác á. Dạ dạ. Nhưng mà thật ra em cũng quan sát bản thân là cái này là mình phải bù trừ với nhau. Khi quan sát được vợ em như vậy, em quan sát lại em là có thể là quá khắt khe với bản thân mình, hãy thả lỏng mình ra một chút. Dạ đó, cho nó nhẹ nhàng hơn. Thảo, em dạ. Mong muốn Tiến thay đổi điều gì? Em thấy những cái tật xấu đó của chồng em thật ra nó cũng tốt chứ không phải là xấu gì. Nếu như mà mình không thay đổi được người khác thì mình cũng phải thay đổi
chính mình. Để hòa nhập. Dạ, để hòa nhập. Và thật ra là cái thay đổi đó là theo cái hướng tốt chứ không phải là hướng xấu. Nên thật ra là cũng không có gì là... Mà dạo này còn dục đồ nữa không? Dạ, thì dục thì em biết là chắc sau này vẫn còn á. Là thói quen rồi, tức là dạ, giống như nhìn cái gì bừa bộn là không chịu được. Nó bị sai cái quỹ đạo một cái là phải dục. Dạ, đúng rồi đó. Còn Tiến thì mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Nếu mà có thay đổi gì thì... Gì? Ghét không? Dạ, thì chắc là em chỉ hy vọng vợ em có thể yêu thương mình nhiều hơn bằng cách là rèn luyện tập thể dục. Tại vì khi vợ tập thể dục nhiều, vợ khỏe, vợ sống với em lâu hơn và chăm sóc em nhiều hơn. Dữ dội không? Ôi dễ thương, dễ sợ luôn á. Thôi, dạ. Chúc cho hai vợ chồng luôn luôn vui tươi, đáng yêu, dí dỏm và duyên dáng như thế này mãi mãi. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị.